Hôm nay là buổi livestream đầu tiên dành cho các cháu học khóa 9. Chuyên đề đầu tiên là chuyên đề số 1, chuyên đề oxit. Trong này chúng ta có một số cái kiến thức cần nhớ như sau ạ, lý thuyết cần nhớ ạ. Thứ nhất là về tính chất hóa học, các cháu đọc qua chút nha. Tính chất hóa học của oxit thì oxit nó chia thành 3 loại ạ. Nó chỉ thực ra nó chia thành 4 loại. Oxit axit, oxit bazơ, còn oxit lưỡng tính và oxit trung tính nữa. Được chưa? Oxit axit đây ạ, thì tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với bazơ thì tạo thành muối và nước. Tác dụng với oxit bazơ thì tạo thành muối cộng nước nữa. À, tạo thành muối thôi. Oxit bazơ thì tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Đấy, tác dụng với axit thì tạo thành muối và nước, và tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Ôi, cái này không quan tâm. Cái này đừng học thuộc các cháu nhé. Cái này không phải thuộc và cái này cứ làm theo bài tập với chú Vịnh là ok hết. Được chưa? Ok, thế thì cái oxit axit thì là gồm gì ạ? Oxit axit là gồm một cái nguyên tố phi kim kết hợp với lại thằng oxy. Còn oxit bazơ là gồm một cái thằng nguyên tố kim loại tác dụng kết hợp với oxy. Đây ví dụ ạ, oxit axit và tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit đây. Đây ạ, SO3 này là oxit axit tác dụng với nước để tạo thành H2S4, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy, để tạo thành axit đấy. P2O5 là oxit axit tác dụng với nước tạo thành H3P4, đây là axit đấy. SO2 tác dụng với nước thì tạo thành H2SO3, đây cũng là axit đấy ạ. Oxit bazơ tác dụng với nước thì tạo thành dung dịch bazơ. Đây nhá, CaO tác dụng với nước tạo thành Cl hai lần. Oxit bazơ tác dụng với axit thì tạo thành muối cộng nước, đấy CuO này, HCl. Vâng, ba la ba la ba la. Ôi giời, cái này lý thuyết rất nhiều. Ok. Đây, có một chút lưu ý đấy ạ. Oxit trung tính, đây, Trần nhớ anh này, CO, NO, N2O là không tác dụng với nước, axit và bazơ bởi vì nó không tạo muối. Tiếp theo là một số oxit lưỡng tính. Đây, Al2O3, ZnO, nếu lên lớp 12 các cháu sẽ được học là tổng cộng có 3 oxit lưỡng tính cơ, Al2O3, ZnO và Cl2O3, nhưng mà với chương trình lớp 9 các cháu chỉ cần quan tâm có Al2O3 và ZnO thôi. Tác dụng được với cả axit và tác dụng với cả bazơ, nó giống như kiểu là BD, BD thì có thể là yêu được cả nam hay yêu được cả nữ. Ok. Đây, ví dụ ạ, đây vân 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 vân. Một số oxit hỗn tạp, cái này nhớ chút, nhiều cháu hay bị sai cái này đó. Nào lên cả lớp cấp 3 cũng dễ bị sai. Nhiều bạn học cấp 3 mà không viết được cái phương trình này ạ. Ok ạ, nào, các cháu chú ý này. Đây là Fe3O4 là oxit hỗn tạp của Fe và Fe. Đây nó tạo thành Fe3O4 cộng HCl để tạo thành FeCl2, FeCl3 và H2O. Ba la ba la ba la rất nhiều thứ. Mà học hết chỗ này thì giỏi rồi. Nó lớp 9 không cần học nhiều, lớp 9 chơi chính thôi. Nhá. Phương pháp điều chế trực tiếp, điều chế thì tác dụng với oxy. Thực ra nhiệt phân bazơ không tan đây. Nhiệt phân một số muối, nói chung là có quyển sách này là có hết. Được chưa? Đấy. Có quyển sách này có hết, không cần phải nói năng gì nhiều. Nhá. Nào, bài tập phân dạng chi tiết, đầy vào cái này làm là nó ok ngon luôn. Bài tập phân dạng chi tiết ạ. Ok, bây giờ mình sẽ bước vào cái phần số 2, phần bài tập phân dạng chi tiết. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã rất là nhiệt tình chia sẻ cho chú Minh ngày hôm nay ạ. Hiện tại chúng ta đã lên đến 95 bạn cùng đang theo dõi buổi livestream này rồi. Chú Minh rất là mong muốn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay giúp chú Minh chia sẻ lại video này lên trên tường, cũng như là tất tất cả các bạn của các cháu vào trong buổi học ngày hôm nay ạ. Ok ạ, một cái chia sẻ của các cháu cũng như một lần comment đáp án của các cháu là một cái niềm vui sướng của chú Minh Mierlin. Ok, có làm nguồn động lực cho chú Minh có thể chia sẻ, có thể live stream của các cháu cho tất cả các buổi về sau này ạ. Rất là cảm ơn các cháu muốn độ hóa thì hãy đến gặp chú Minh ạ. Ok ạ, đây là cuốn sách mà do chú Minh cùng cô Tạ Thị Thanh Hà viết ra. Cháu nào muốn đăng ký sách thì hoàn toàn ở inbox cho chị trợ lý ạ. Cuốn sách này cực kỳ xịn sò ạ. Ok ạ. Đã lên đến 108, cháu đang theo dõi video live stream của chú Minh rồi, nên là chú Minh sẽ thực hiện cái lời hứa của chú Minh trong cái buổi học ngày hôm nay, đó là cứ bất kỳ một cháu nào theo dõi buổi học này và đăng ký một quyển sách này thì quyển sách này hiện tại là 145.000, chỉ còn 95.000 nhá, chỉ còn 95.000 cho cháu nào chụp được ảnh trên 100 mắt được chưa, và inbox cho chú Minh nhá, đây gửi cho chú Vũ Tuấn Minh, thì cháu sẽ giảm giá từ 145 xuống chỉ còn 95.000, một món quà to đùng dành cho các cháu ạ, với một cái buổi học mà đầu tiên chú Minh livestream cho các cháu như ngày hôm nay. Ok, rất là cảm ơn các cháu ạ. Uầy, đẹp trai không? Thôi, vào học nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, để cho buổi học được diễn ra là tốt đẹp nhất thì chú Minh rất là mong muốn các cháu cùng comment đáp án của chú Minh ạ. Bây giờ là đầu tiên chú Minh muốn hỏi là các cháu ở trên lớp ấy thì các cháu học đến bài nào rồi? Các cháu học đến bài này chưa? Ok, các cháu ở trên lớp đã học đến bài này chưa? Thank you tất cả các cháu. Ok, ở trên lớp các cháu học đến bài này chưa? Ok, tí nào. Nhớ tag tất cả các bạn của các cháu bị mất gốc vào đây nhá. Mình bắt đầu chiến nhá. Ui, thấy nhiều bạn comment 1C đúng, biết một đúng không? Ok. 1C viết một đúng không nhỉ? Ok, mình bắt đầu vào nhá. Bài tập phân dạng chi tiết ạ. Oxit là. Oxit là gì? Oxit thì các cháu cứ nhớ này.
oxit là của một thằng đớp nhau oxy. Có nghĩa cứ phải có oxy đã nhá. Vậy oxit là hợp chất, đây này, thằng này là hợp chất không phải hỗn hợp. Hỗn hợp là sai nhá. Hợp chất của một nguyên tố hóa học với oxy. Hợp chất đầu tiên là phải của oxy đã với một nguyên tố hóa học khác. Chính xác, đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Ok, chúng mình thấy rất nhiều bạn comment đúng là đáp án C ạ. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác thì không phải, đây là oxit axit. Hợp chất của một nguyên tố kim loại như chúng mình vừa nói với một nguyên tố hóa học khác thì nó là oxit bazơ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Ok, rất là chúc mừng các bạn đã comment đúng đáp án câu số 1 là đáp án C. Vỗ tay. Ok, nào mình sang tiếp là câu số 2 ạ. Câu số 2, dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit. Ui, có cái định nghĩa ở bên trên thì dễ quá nhỉ. Đây này, oxit. Oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố hóa học khác. Oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố hóa học khác ạ. Thế vậy ạ, vậy ở đây ạ, oxit là hợp chất của oxy với một nguyên tố hóa học khác. Vậy mình có này, trong này những thằng nào là oxit? Oxy với một thôi nhá. Với một thôi nhá. Chú ý hợp chất của oxy với một thôi, gạch chân cái từ một này. Không là toang nhá. Anh HCl này là axit không phải oxit, vứt có oxy đâu. Được chưa? Được chưa? Nhìn rõ chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Anh MgS4 này là muối chưa? Đây là của hai nguyên tố rồi. MgS xong O, đây là muối chứ không phải là oxit nhá. Toàn tiếp. Tương tự như vậy thì anh CaS4 cũng là muối chứ không phải oxit. Đây là canxi sulfat, đây là muối, không phải oxit. Được chưa? Vậy oxit chúng ta là đây này. Magie oxit, magie và oxy. Canxi oxit, canxi và oxy. Đồng oxit, đồng và oxy. Sắt hai oxit, sắt và oxy. Đấy đúng chưa? Hợp chất của oxy một nguyên tố hóa học khác. Đáp án đúng đáp án B. Và chúng mình tiết lộ cho các cháu một chút nho nhỏ này ạ. Là cái anh oxit này, bốn cái anh oxit này đều là của một nguyên tố kim loại với là oxy nên chúng nó được gọi là oxit bazơ nha các cháu nhá. Nhớ chưa? Oxit bazơ ạ. Ok. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Chúng mình giảng vậy các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu thì vui lòng để lại một chấm để chúng mình biết với ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình. Berlin, đây là buổi học đầu tiên chúng mình thực hiện dạy live cho các cháu học lớp 10 ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã nhiệt tình ủng hộ chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Rất là cảm ơn các cháu ạ. Bạn nào mà muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh ở phía dưới. Nhớ add chúng mình nhá. Câu số 3. Đây, dãy của các oxit axit. Dãy của các oxit axit như chúng mình đã nói ạ, oxit axit là gì ạ? Là oxit được tạo bởi sự kết hợp nhá giữa nguyên tố phi kim và oxy. Được chưa? Phi kim và oxy ạ. Ok ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Nào, nguyên tố phi kim và oxy nhá. Thì ở đây ta có này, oxit axit này, chúng ta nhìn chúng ta phải tia nhá, cũng giống kiểu là một bạn nữ sinh qua, một bạn nữ đi ngang qua phải biết là bạn nào xinh, bạn nào xấu, đúng không? Đấy, giống kiểu mình phải tia, có cả mắt tia. Nhìn chuẩn rồi. Nước là nước, ai được gọi nước là oxit, vớ vẩn, đứa nào sai đây là gà. Được chưa? Tiếp tục ạ, ý C ạ. Ý C xem đúng không ạ? Nào, C này, SO2 phi kim oxy, Pa5 phi kim oxy, CO2 phi kim oxy, SO3 phi kim oxy. Ô thế ngon. Đúng, đúng chặt luôn. C luôn. Thế B sai đâu ạ? B đây này, kim loại oxy này, đây là oxit bazơ. Đang tự nhiên cả một dàn nữ tự nhiên có lẫn một thằng con trai vào, chán không? Vứt. Thế IA sai đâu ạ? IA sai đâu ạ? Nào IA sai A nào. IA các cháu thấy sai đâu nào? CO2, SO2, NOPH5 đây này. Phải có cái cuốn sách này mới khủng được đây này. Đây này, các oxit trung tính này. Oxit trung tính NO là oxit trung tính các cháu à. Nhớ chưa? NO là oxit trung tính nên toang cái anh NO đi, gạch cái anh NO đi. Vậy dãy gồm các chất là oxit axit, chốt đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Chốt đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ. Ok, đấy chúng mình lại thấy có rất nhiều cháu comment đáp án đúng luôn. Nào, câu số 4 ạ, dãy gồm các oxit bazơ là. Câu số 4 ạ, dãy gồm các oxit bazơ là. Nào, các cháu của comment mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, sao cái bọn lớp 10, lớp 9 này yếu đuối thế nhỉ? Sao bọn này yếu đuối thế không biết. Comment mạnh mẽ xem nào. Dãy gồm các chất là oxit bazơ xem nào. Đây mình có này, loại ngay này, NO trung tính vừa làm bên trên xong, đúng chưa? Mắt phải tinh vào NO loại. Ok. Sang bên này xem nào. Sao bên này xem nào, thằng nào là oxit bazơ. Nhìn nhá, xem nhá. Khó phết đấy. Khó đấy. Nào, CO2 vừa chọn ở bên kia xong, anh này là oxit axit đúng không? Oxit bazơ là nó phải được tạo bởi từ gì ạ? Nào, oxit bazơ là nó phải được tạo bởi từ kim loại và oxy. Thế thì đây này,
Anh này là phi kim và oxy, nó là oxit axit nhá. Anh này là phi kim và oxy, nó là oxit axit. Vậy là loại, loại nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta A loại rồi nhá, C loại rồi nhá, D loại rồi nhá. Đấy, vậy thì chúng ta chỉ có đáp án gì thôi ạ các cháu? À, đáp án gì thôi ạ? Đáp án B, bỏ. Ok. Cháu nào muốn chứng minh độ hóa thì chui mau vào đây ạ. Chui mau vào đây để được lên top 1 lớp ạ. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Violin ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học này. Các cháu hãy giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này. À, bởi vì đây là một buổi học free ạ, giúp chú Minh tác chia sẻ vào trong tất cả các cái nhóm mà các cháu làm thành viên, cũng như là tác tên tất cả các bạn về mất gốc của các cháu ở đây, bởi đây là một buổi học đầu tiên học hóa của chúng mình ạ. Ok ạ, chú Minh thì vốn dĩ là dạy cấp 3, nhưng mà hôm nay chú Minh sẽ xuống đây để dạy cho các cháu lớp 9 độ hóa luôn, để năm sau khủng hóa top 1 luôn. Nào câu số 5 ạ, các bạn cùng comment đáp án câu số 5 xem câu số 5 là đáp án gì ạ. Nào, câu số 5 đáp án gì ạ? Hello, chào cả nhà. Ok ạ, câu số 5 đáp án gì ạ? Câu số 5 là chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Ủa? Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit đây ạ. Đây 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 đây, ghi rõ lắm ở đây này. Đây. Chất và tác dụng với nước nhá mà tạo thành dung dịch axit thì nó là oxit axit, các em nhìn rõ chưa? Chỉ có oxit axit thì tác dụng với nước mới tạo thành dung dịch axit thôi ạ. Ok ạ. Đấy ạ, đấy chỉ có oxit axit tác dụng với nước thì mới tạo thành dung dịch axit thôi ạ. Thế vậy cái câu số 5 chúng ta là gì ạ? Đây. Anh này là oxit bazơ toang, anh này tác dụng với nước nhá thì nó tạo thành kiềm cao hát, được chưa? CuO thì còn không tác dụng với nước cơ, thằng này không tan được trong nước ạ, được chưa? CaO là oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành CaOH hai lần ạ, toang tiếp ạ. Đây bảo là dung dịch axit cơ mà. P2O5 ạ, tác dụng với nước để tạo thành H 3PO4 ạ, acid phosphoric ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Check lại một chút xem đúng không. Đây các cháu nhìn đây. Đây chúng mình còn ghi hẳn phương trình trong này cho cháu đây ạ. P2O5 cộng nước tạo thành H3PO4, các cháu nhìn rõ chưa? Ok ạ. Đấy. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? C nhá. C, P2O5. Ok không ạ? Nào, sang câu số 6 nào. Chất tác dụng với nước mà lại tạo thành dung dịch bazơ ạ. Chất tác dụng với nước mà lại tạo thành dung dịch bazơ ạ. Nào, chất tác dụng với nước mà lại tạo thành dung dịch bazơ, lại mở lại sách xem nào. Đây. Oxit bazơ tác dụng với nước thì tạo thành dung dịch bazơ, các cháu nhìn rõ chưa? Vậy nó phải là oxit bazơ. Oxit bazơ thì là bao gồm những thằng nào ạ? Oxit bazơ thì bao gồm tất cả những anh là kim loại kết hợp với oxy. Đúng không ạ? Đấy, những thằng nào là kim loại kết hợp với oxy thì nó là oxit bazơ. Vậy đây ạ, chất tác dụng với nước mà lại tạo thành dung dịch bazơ là đây, nhìn nhá. KaO mà tác dụng với nước thì nó đúng là oxit bazơ tạo thành KaOH. Vậy chắc chắn đáp án A luôn. CO vừa ghi ở bên trên không tác dụng với nước, nhìn thấy chưa? CO, đây CO bên này đấy ạ, CO bên này chúng mình ghi rất rõ ạ. CO là oxit trung tính, không tác dụng với nước, axit, được chưa? Vậy CO bỏ này. SO2, SO2 thì tác dụng với nước để tạo thành là H2SO3, axit yếu nha các cháu nhé. Anh này axit yếu, ngay lập tức không bền, vừa tạo thành tạo ngược trở lại thành SO2 và CO2 luôn, được chưa? Nên đáp án câu số 6 chúng ta phải là đáp án A. Ok, chúng mình thấy rất rất nhiều cháu comment đúng luôn. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi và ủng hộ chúng mình ngày hôm nay ạ. Rất là cảm ơn các cháu với lại sự nhiệt tình của các cháu, đã khiến chúng mình rất là vui. Ok, và chúng mình sẽ cố gắng là livestream liên tục dành cho các cháu ạ. Nào câu số 7 ạ. Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là nào? Chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit là chất nào tác dụng với nước mà lại tạo thành dung dịch axit, chúng ta vừa mới học ở bên trên xong đúng không ạ? Là những cái chất mà tác dụng với lại nước mà tạo thành dung dịch axit. Vậy khi và chỉ khi nó là những thằng nào ạ? Nó là những cái thằng mà oxit axit, đúng không ạ? Oxit axit. Vậy ở đây mình có này, CaO mà cộng với nước thì nó tạo thành CaOH 3 là 2 lần. Anh này là bazơ mất rồi. Vớt. BaO mà cộng với nước thì nó tạo thành là BaOH 2 lần. Anh này cũng là bazơ mất rồi. Vớt. Na2O mà đớp nhau với nước thì nó tạo thành NaOH, cũng là bazơ mất rồi. Vớt. Vậy chỉ còn anh nào ạ? SO3 tác dụng với nước thì tạo thành H2SO4 axit sulfuric. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, chúng mình thấy rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn. Tuyên dương tất cả các cháu nhá, tuyên dương tất cả các cháu ạ. Ok ạ, câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Dãy các oxit nào tác dụng với dung dịch NaOH? Dung dịch NaOH này là dung dịch kiềm.
Được chưa? Bây giờ chúng ta cần xem là những cháu nào mà tác dụng được với NaOH ạ. Đây mình phải mở lại đây ạ. Tác dụng được với dung dịch kiềm. Đây, 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 đây. Tác dụng được với dung dịch kiềm hay là dung dịch bazơ đây? Thì phải là gì ạ? Oxit axit thì tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Các cháu nhìn rõ chưa? Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ thì tạo thành muối và nước nhá. Vậy chúng ta đi tìm những thằng nào là thằng oxit axit nhá. Đây ạ. CuO là oxit bazơ không tác dụng với dung dịch kiềm. Được chưa? Hay nói khác là dung dịch bazơ. Được chưa? CO đây trung tính chúng ta vừa ghi bên trên xong đây ạ. CO đây. CO đây. Trung tính ạ. CO trung tính không tác dụng với nước, axit, nhìn nó chưa? Hay là bazơ. Đấy, CO là trung tính không tác dụng với nước hay là bazơ. Tiếp tục ạ. CO2. CO2 là oxit axit, SO2 oxit axit, P2O5 oxit axit, SO3 oxit axit. Ngon ạ, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C luôn ạ, đáp án đúng chúng ta đáp án C luôn. Ngon luôn ạ, ngon chặt luôn. Thế đáp án D thì loại cái gì ạ? Đáp án D các cháu nhìn nhá. Đáp án D đấy ạ. MgO là oxit bazơ không tác dụng với NaOH, CuO cũng vậy, Ag2O cũng thế luôn. Loại nốt luôn. Vậy đáp án đúng câu 8 của chúng ta là đáp án C nhá. Câu 8 chúng ta đáp án đúng là đáp án C. Nào mình sang câu số 9 ạ. Nào, mình sang câu số 9. Câu số 9. Dãy các oxit vừa tác dụng với nước và vừa tác dụng với dung dịch kiềm là. Dãy các oxit mà vừa tác dụng với nước lại vừa tác dụng với dung dịch kiềm là. Nào xem nào, những anh oxit nào là anh oxit mà vừa tác dụng với nước mà lại còn cả tác dụng đối với cả dung dịch kiềm ạ. Ok, xem là comment ạ. 9 ạ, dãy các oxit mà vừa tác dụng với nước mà lại vừa tác dụng với dung dịch kiềm. Mình xem nhá. Đây đây đây, oxit axit thì nó chỉ tác dụng với dung dịch bazơ thôi. Oxit bazơ thì lại chỉ tác dụng với dung dịch axit thôi. Thế vậy này, đây các cháu nhìn này. Có một bọn đặc biệt nhất đây này, nhìn này. Oxit lưỡng tính thì tác dụng với cả axit và cả bazơ, các cháu nhìn rõ chưa? Vậy phải là oxit lưỡng tính thì nó mới tác dụng được với cả axit và cả bazơ. Nhá. Vậy bây giờ mình đi tìm loại oxit lưỡng tính thôi ạ. Rất là dễ, xem trong này những anh nào là oxit lưỡng tính ạ. Nào, oxit lưỡng tính chúng mình cho ghi rồi đấy ạ. Oxit lưỡng tính mà chúng mình cho ghi rồi đây. Oxit lưỡng tính chúng ta có Al2O3 và ZnO. Các cháu nhìn rõ chưa? Al2O3 và ZnO. Vậy đây mình có nha. Al2O3 và đây là hỏi là tác dụng với nước ạ và với dung dịch kiềm. Ủa ơi. Mắt lé. Sorry thông cảm chúng mình chút ạ, mắt lé. Oxit mà vừa tác dụng với nước mà vừa tác dụng với dung dịch kiềm là bọn nào? Đây mình xem nhá. Oxit mà vừa tác dụng với nước mà tác dụng dung dịch kiềm. Thế thì đây, oxit axit tác dụng với nước để tạo thành dung dịch axit và oxit axit để tác dụng dung dịch bazơ hay còn được gọi là dung dịch kiềm để tạo thành muối cộng nước. Vậy nó phải là oxit axit nhá. CuO oxit bazơ vứt. CaO oxit bazơ vứt. MgO oxit bazơ vứt. Vậy oxit axit chúng ta là gì ạ? CO2, SO2, P2O5, SO3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D nhá. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là một buổi học của đi ạ. Và giúp chúng mình tất tất cả các bạn của các cháu ở đây ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu học bài hôm nay các cháu có hiểu không ạ? Nếu hiểu thì comment một phát xuống dưới để chúng mình được biết vậy ạ. Để coi như là một nguồn động lực để cổ vũ cho chúng mình nhiệt tình livestream free cho các cháu nhiều hơn vậy ạ. Ok ạ, câu số 10 ạ. Câu số 10. Câu số 10. Câu số 10, oxit khi tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit sulfuric. Đầu tiên mình phải nhớ được axit sulfuric là gì đó. Axit sulfuric của chúng ta là H2SO4 nhá. Axit sulfuric của chúng ta là H2SO4. Vậy, đây này, CO2 mà tác dụng với nước ấy thì nó tạo thành H2CO3 và do H2CO3 kém bền nên nó ngay lập tức lại phân hủy ngược lại tạo thành CO2 cộng nước. Ok chưa? SO2 mà cộng với nước thì nó lại tạo thành là H2SO3 và do H2SO3 kém bền nó lại phân hủy ngược lại tạo thành SO2 cộng nước. KOH mà tác dụng với nước thì tạo thành K2O, tác dụng với nước tạo thành KOH. KOH này thì làm sao ạ? Không phải axit, đúng chưa? Loại loại loại, vậy chúng ta chỉ còn đáp án B mà thôi ạ. Vậy chỉ còn đáp án B ạ. SO3 mà cộng với nước ấy thì nó tạo thành là H2SO4 ạ. H2O4 đúng axit sulfuric chưa? Đáp án chính xác của chúng ta nó là đáp án B bỏ các cháu nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn top fan đã đang ủng hộ chú Vinh rất là mãnh liệt ạ. Các cháu nhanh tay comment đáp án để chú Vinh được biết là các cháu làm đúng hay sai vậy. Ok, chú Vinh thấy rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn.
Ok, nào tiếp tục ạ. Nào câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. Câu số 11 nào. Một oxit oxit tác dụng đối với nước. Dung dịch bazơ, dung dịch axit bazơ. Ui. Một oxit mà tác dụng đối với nước. Đây đây phải mở đây xem. Oxit tác dụng đối với nước, tác dụng với dung dịch bazơ. Thế thì nó chỉ có thể là oxit axit thôi. Đúng không? Đây, tác dụng được với cả oxit bazơ. Vậy chắc chắn 100% cháu nó là oxit axit rồi. Chắc chắn 100% cháu nó là oxit axit rồi. Nhưng mà xem này, oxit này còn được sử dụng để chữa cháy, pha nước giải khát. Ui rồi, các cái thánh nào là con nghiện Coca-Cola với Pepsi giơ tay xem nào. Yêu ơi, con nghiện Coca-Cola với Pepsi mà không biết câu này thì toa nhá. Nào những thánh nào là con nghiện của Coca-Cola và Pepsi rồi, giơ tay nào. Này cái này nhá, chúng mình dạy các cháu nhá, nắm được nhá. Oxit chuyên được sử dụng để chữa cháy, pha nước giải khát nhá. Này phải nhớ cái này nhá. Là gì ạ? Là CO2 ạ. CO2 ạ. CO2 được nén vào bên trong thằng nước giải khát để tạo thành ga đấy ạ. Cái thứ mà chúng ta uống mà chúng ta ợ lên đấy, để ợ lên thì nó là CO2 đấy ạ. Ok ạ. Thế còn lại là chữa cháy thì CO2 nó dập tắt đám cháy, nhưng chú ý nó không dập tắt đám cháy kim loại các cháu nhá. Ví dụ như là nếu mà là một cái đám cháy của cháu mà đang là cháy nhôm hay cháy magie, cháu mà xịt cái bình chữa cháy vào nó cháy to hơn. Nó giống như kiểu là lửa hỏa diệp sơn mà tôi không dùng quạt ba tiêu, quạt quạt giả đấy, quạt phát nó bùng cháy luôn cả người tôi cũng không luôn. Ok không ạ? Vậy ở đây ạ, nó phải là CO2, vậy carbon dioxide là CO2, carbon oxit là CO, lưu huỳnh dioxide là SO2, lưu huỳnh trioxide là SO3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ngoài ra chú Minh combo thêm cho các cháu nữa là CO2 thì còn được sử dụng để làm là nước đá khô chuyên sử dụng để bảo quản các cái thể loại ví dụ như là hoa quả mà vận chuyển từ bên trong Nam sang bên Trung Quốc bán ấy, thì đấy là phải sử dụng đến cái thằng CO2 nhá. Ok ạ. Câu số 12 ạ. Câu số 12, chất khí nào sau đây gây ra hiệu ứng nhà kính ạ? Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Violin ạ. Các cháu giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này, và đây là buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tất cả các bạn của các cháu vào trong này ạ. Câu số 12 ạ. Chất khí nào sau đây ạ? Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ạ? Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ạ? Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi ủng hộ chú Minh Violin ạ. Ok ạ, câu số 12 ạ. Chất khí nào sau đây gây ra hiệu ứng nhà kính? Hiệu ứng nhà kính là một hiện tượng mà nóng lên toàn cầu, nó làm chính làm cho cái cơn bão, nó chính là làm cho cái đá, cái băng ấy, lớp băng ở Bắc Cực là tan ra. Ví dụ như ngày hôm nay thì có một cái các nhà khoa học nói rằng là có một cái tảng băng mà to gấp 5 lần thành phố Paris ở Pháp bị vỡ ra, và cũng tương đồng với hiện tượng đấy là có một cái cơn siêu bão đang chuẩn bị tấn công vào miền Trung của nước chúng ta. Tất cả đều là do hiệu ứng nhà kính. Ok ạ, vậy chất khí mà gây ra hiệu ứng nhà kính đó là gì ạ? CO2. CO2 ạ, đáp án đúng là đáp án A. Câu 13. Oxit bazơ là câu 13. Oxit bazơ là nào? Oxit bazơ là do tạo bởi từ một anh cation kim loại kết hợp với một anh oxy ạ. Oxit bazơ là được tạo bởi từ một anh cation kim loại kết hợp với một anh oxy ạ. Vậy ở đây mình sẽ có này là những oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Đây mình xem. Cái này mình không biết thì mình phải xem. Đây, mình mở lại oxit bazơ đây. Đây 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 đây. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ nhá. Oxit bazơ tác dụng với axit thì tạo thành muối và nước. Oxit bazơ thì tan tác dụng với oxit axit thì tạo thành muối. Ok. Được chưa? Vậy ở đây ạ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước, nghe thì ổn nhỉ? Những oxit tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước cũng ổn. À, oxit bazơ thì làm sao tác dụng với dung dịch bazơ? Vứt. Oxit không tác dụng với dung dịch bazơ, dung dịch axit toang luôn ạ. Oxit bazơ phải tác dụng được với axit chứ. Nhưng oxit chảy chỉ tác dụng được với muối, toang tiếp ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nha các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án A. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang ủng hộ chúng mình rất là nhiệt tình ạ. Các cháu nhiệt tình comment đáp án thật nhiều nhiều nữa. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các cháu ạ. Câu số 14 ạ. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là chất tác dụng với nước mà tạo ra dung dịch bazơ là chất nào ạ? Chất tác dụng với nước mà tạo thành dung dịch bazơ mình lại mở lại trong sách ạ. Đây ạ, trong sách này chúng ta có ghi đi ạ. Đây ạ. Đây 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 đây. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Dễ không ạ? Đấy. À, ví dụ như CaO cộng với nước thì tạo thành CaO lại lần. Ok, các cháu hiểu bài không ạ? Vậy ở đây ạ. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ nhá. SO2 mà đớp nhau với nước ấy, thì nó tạo thành là H2SO3 axit sulfuric. Vứt. CO này còn không đớp nhau với nước cơ, tại nó trung tính. CO cũng vậy, CO này mặc dù nó là oxit bazơ nhưng nó không tan trong nước. Vậy nó chỉ còn anh gì ạ? K2O.
mà đốt nhau với nước ấy, thì nó tạo thành cào hắt ngon lành cành đào luôn ạ. Húp chặt luôn, nhìn thấy câu này húp chặt luôn. Đáp án đúng là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng đáp án A. Câu số 15 ạ. Wow. Các cháu nhớ kết bạn với chúng mình nhá. Rất là cảm ơn rất là cảm ơn tất cả các bạn và các cháu đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình VLead ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các cháu ạ. Hãy giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này với ạ. Và tất tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Cái việc mà các cháu comment đáp án coi như là một cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình cho chúng mình ạ. Hãy comment thật nhiều bởi đây là buổi học free ạ. Câu số 15 ạ. Đồng hai oxit CuO thì tác dụng được với gì ạ? Bùi CuO lúc nãy chúng ta làm suốt rồi, làm sao đớp được nước? Làm sao đớp được nước ấy, em ơi? Chân ngắn làm sao rồi đi với hot girl được. Được chưa? Thế thì bây giờ anh này có tác dụng với bao giờ? Anh này là oxit bazơ. Con trai thì rất ít khi nó thích con trai nhá. Trừ một vài đặc trường hợp đặc biệt. Vậy nó không tác dụng được với bazơ. Vậy nó chỉ tác dụng đối với gì thôi hả các cháu? Đây. Axit sản phẩm là muối và nước, chúng ta mở lại nhá. Oxit bazơ xem có đúng không. Đây. Oxit bazơ. Đây nhá, tác dụng với axit thì tạo thành muối cộng nước, các cháu nhìn rõ chưa? Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Ngon lành cành đào luôn. Húp chặt câu này luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ngon lành cành đào. Câu số 16 ạ. Câu số 16. Sắt 3 oxit thì tác dụng được với bọn nào? Câu số 16 ạ. Sắt 3 oxit thì tác dụng được với bọn nào? À, sắt 3 oxit là Fe2O3, nó là oxit bazơ. Rất tiếc anh này không tác dụng được với nước, tại vì anh này không tan trong nước các cháu nhá. Anh này không tan trong nước, vớt. Vớt. Anh này là oxit bazơ thì tác dụng được với bazơ không ạ? Không ạ, mình vừa kiểm tra xong. Oxit bazơ thì chỉ tác dụng được với axit, đúng chưa? Với là oxit axit thôi. Vậy đây này, tác dụng với axit để tạo thành sản phẩm là muối và nước. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, bò các cháu nhá. B, bò. Câu số 17 ạ. Câu số 17 ạ. Dãy chất gồm các oxit bazơ là 17 nào. Dãy chất gồm các oxit bazơ là những anh nào là những anh gồm oxit bazơ ạ? Đây chúng ta nhìn NO là trung tính rồi. Đây bên này chúng mình ghi rõ lắm rồi. Đây 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 đây. Đây dành cho các cháu mới vào học. Đây. NOCO, N2O trung tính, nhìn chưa? Không tan trong nước. Đây các cháu nhìn nhá. Đấy, thằng này là trung tính, không tan trong nước. Ok. Được chưa? Ok nhá, ok man nhá. Nhìn này. Tiếp này. Phải làm tiếp chứ. Đây, CuO oxit bazơ, CaO oxit bazơ, MgO oxit bazơ, Na2O oxit bazơ. Ok. Vậy này, ý C sai ở đâu ạ? Ý C sai ở CO2. CO2 là oxit axit. P2O5 oxit axit, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Nào, đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bò. B, bò các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bò. Nào, câu số 18 ạ. Câu số 18 ạ. Úi xồi, 18 căng đét đèn đẹt luôn. Cháu nào comment đúng câu số 18 comment phát xem nào. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Vinh Violin ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ, và giúp chúng mình tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Ok, rất là cảm ơn các cháu ạ. Nào. Ok ạ. Câu số 18, dãy oxit tác dụng được với axit chloric. Oxit mà đớp nhau được với HCl. Sẽ ợt HCl là axit. Đúng không? Oxit nào đớp được với axit? Chỉ có thể là oxit bazơ thôi. Chỉ có thể là oxit bazơ thôi. Đây chúng ta nhìn đây, tác dụng với axit này. Đây 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 oxit bazơ tác dụng axit tạo thành muối và nước. Ok, rất là ngon lành cành đào luôn. Vậy đây mình có nhá, đây CO2 là oxit axit, làm chán mai từ nãy đến giờ rồi, vứt. Được chưa? CO trung tính chẳng đớp nhau với thằng nào cả, thằng này không thích nam chẳng thích nữ, vứt. Được chưa? CO2 oxit axit, vứt. Vậy chỉ có gì thôi ạ? Fe2O3 nhá, Fe2O3 đớp nhau với HCl. Đây là axit, à đây là oxit bazơ đớp nhau với HCl, chứ chúng mình cùng bùa cho ghi phương trình luôn. Fe2O3 nhá, đớp nhau với HCl nhá, tạo thành FeCl3 cộng với lại H2O. Đây cân bằng thì cháu này là 6, cháu này là 2, cháu này là 3, được chưa? Đấy tiếp tục ạ, à, CuO đớp nhau với HCl thì tạo thành CuCl2 cộng H2O 2 đây. Ok ạ. Al2O3 đớp nhau với HCl tạo thành AlCl3
cộng với lại H2O ạ, 2 ở đây ạ, được chưa, 6 ở đây ạ, 6 ở đây ạ, sorry, 3 ở đây ạ. MnO đớp nhau với HCl tạo thành MnCl2 cộng H2O ạ, 2 ở đây ạ. Ok, ngon này cành đào luôn, xong luôn nhá. Ok, nào sang câu số 19 nào. Câu số 19 à, 19 đáp án gì các cháu? Sẽ học chú Minh rồi, vậy mọi thứ game dễ dàng em. Hóa là cái môn gì? Hóa là cái môn cực kỳ dễ, cứ có chú Minh ạ. Dễ lắm, có cái gì đâu. Học chú Minh là độ hóa khủng luôn, các anh chị không biết gì thì còn được 10 hóa. Nên là các cháu yên tâm, lớp 9 học cái chú Minh không có gì phải sợ hết. Câu số 19. Dioxide oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với kiềm. Đầu tiên tan trong nước chưa? CO không tan nước vứt đi đã. MgO không tan nước vứt. Ô, xong. Dễ. Ủa, tác dụng dung dịch kiềm. Vậy nó phải là oxit axit. Đúng không? Đấy, game dễ dàng man luôn. Đấy, vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Oxit axit. CO2 là oxit axit nhá. SO2 là oxit axit. P2O5 là oxit axit và SO3 là oxit axit. Đây chúng ta viết phương trình, viết quá nhiều rồi đúng không ạ? Viết quá nhiều rồi. Chúng mình ghi mỗi thằng P2O5 thôi. P2O5 mà đớp nhau với nước thì nó tạo thành gì ạ? Nó tạo thành H3PO4 2 236 3. Ngon lành cành đào luôn. Nào. Câu 20. Câu 20 nào. Câu 20 ạ. Câu 20 đáp án gì ạ? Câu 20 ạ. Nào nào nào. Nào nào 20 ạ. Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit ạ. Dãy các oxit nào mà vừa tác dụng với axit mà lại vừa tác dụng với dung dịch axit? Vừa tác dụng với nước. CO không tác dụng với nước. CO không tác dụng với nước. Vứt. Ok. Mà CO không tác dụng với nước. Ô, xong rồi. Ô, vậy, công công việc rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần nhớ CO không tác dụng với nước là xong gần hết. Và tác dụng với dung dịch axit. Đây. CaO là oxit bazơ. Na2O là oxit bazơ. K2O là oxit bazơ. Và BaO cũng là oxit bazơ. Đấy. Là bọn này nó không tác dụng với axit. Game dễ dàng. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C. À, các cháu ơi, chú Minh vừa hướng dẫn cho các cháu cái câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, câu số 20 đấy ạ. Sang buổi sau nhá, tối thứ năm hàng tuần chú Minh sẽ thực hiện một buổi live stream hóa cho các cháu nhá. Tối thứ năm tuần sau chúng ta sẽ chiến đấu tiếp từ câu số 21 nhá, câu số 21 cho tới câu số 40 ạ. Câu số 21 cho tới câu số 40 nhá, là vào tối thứ năm tuần sau chúng ta sẽ chiến tiếp từ câu số 21 sang câu số 40. Các cháu chú ý là nắm vững cho chúng mình tính chất hóa học của oxit, bao gồm tính chất hóa học của oxit axit, tính chất hóa học của oxit bazơ, tính chất hóa học của oxit lưỡng tính và tính chất hóa học của oxit trung tính, để buổi sau chúng ta có một cái buổi học tiếp dành cho các cháu. Các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage cũng như click vào nút chuông ở bên cạnh của fanpage để tránh bỏ lỡ các cái buổi live stream của chú Vinh cùng Mợ Thúy cũng như cô Hoàng Dung nhá. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Ok ạ. Và buổi học ngày hôm nay thì kết thúc tại đây ạ. Ok ạ, chào tạm biệt tất cả các cháu ạ. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm của tuần sau nhá. Hà Nội đang rất là mưa to, các cháu nhớ kết bạn với chú Vinh nhá. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Bye bye.